Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video ngày hôm nay, kênh học của tôi online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận đánh hay của danh thủ Vương Nhất và kỳ thủ Quách Kiến Quân trong thời của tướng Giang Tô năm 2011. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trong ván đấu trên thì bên đỏ đi tiên là danh thủ Vương Thứ Nhất. Anh khai cuộc bằng phần cờ chuyển pháo đông để tấn công trung lộ ngay. Pháo hai bình năng đến từ ngoại thi nơi khách. Bên đen cho phát triển mã vương mã hai tiến ba và tiếp theo là phần cờ tách con mã bình qua đường biên. Đây không phải là biến hay, ngoài ra có thể phát triển phản cung mã hoặc hệ thống cờ bình phóng mã có phần tốt hơn. Các bạn sẽ cùng đón xem bình cờ trong chính cục. Khởi mã đường biên vương c một bình hai, sang chín bình tám, binh bảy tiến một và tiếp theo là phần cờ nhấc binh biên. Ngoài ra có thể tách con pháo bình qua biên. Thôi những cờ số 2, các bạn sẽ cùng xem qua tình huống này. Trong thực chiến của trận hình các bạn sẽ cùng đón xem. Vương cho phát triển mã pháo 2 tiến 2 để dọn bình có lộ 8 bắt xe. Vương xe thứ 6 và tiếp theo là phần cờ nhấc hoành xe. Ngoài ra có thể tạt con pháo bình có đường 7 để bắt mã của bên đỏ. Cũng là biến hóa khá hay, các bạn sẽ cùng xem qua.吃。吃。Trong hình cờ thực chiến các bạn sẽ cùng đón xem. Xe 1 tiến 1 nhấc hoành xe. Vương cho tách pháo qua biên mở đường xe. Pháo 2 bình 7. Mã 3 thoái 5 đến từ ngoại thi nơi khách. Vương ra xe. Xe 4 tiến 3 và tiếp theo là phần cờ cho tiến xe qua điểm cao. Đe dọa phần cờ xe 8 bình 7 bắt tốt, đè mã. Tượng 7 tiến 5. Vương bình xe bắt tốt và tiếp theo là phần cờ xin số thứ 5 ngay. Ngoài ra có thể tách pháo qua để mời đấu xe. Đánh như vậy thì bên đỏ có thể bình qua biên ngay để bắt mã của bên đen, tạo ra thế khó đi. Các bạn sẽ cùng đón xem mình cờ trong chính cục. Xin số thứ 5. Vương cho binh 7 tiến 1 đuổi xe và tiếp theo là biến hóa cho tách con xe ngay bình có độ 6 chứ không dùng phương án cờ vượt pháo qua tốt. Các bạn sẽ cùng xem. Xe 4 bình 6.
Minh Bạch tiến 1. Mật phá qua và tiếp theo là phần cờ cho phát triển mã ngay đến từ nguồn tin được khách đang bắt xe. Xe 6 tiến 4 kẹp cừu. Vương rất cẩn trọng anh cho thoái pháo đuổi xe. Xe 6 thoái 1. Và tiếp theo là phần cờ đoạt tốt trung lộ. Mã 3 tiến 5 vương cho vật pháo qua. Đe dọa phần cờ thoái xe bắt pháo. Và trong bối cảnh trên thì bên lập tức cho tách đường qua ngay để tránh đòn, đồng thời đe dọa phần cờ xe bắt sĩ. Vương cho bình pháo qua để che mặt tướng. Bình pháo 10 đấu, hai bên đấu ngay. Xe tiến 3 và mã chỉ thứ 8. Vương cho lợn mã qua. Tách pháo qua. Vương cho vích sĩ qua. Đang bắt xe. Xe thoái 1. Mã 6 tiến 5 bắt xe. Thu về và tiếp theo là phần cờ thoái về độ 7 ngay đến từ ngoài tin đến khách. Hình cờ hai bên vẫn đang khá cân bằng. Binh 7 tiến 1, các bạn thấy ngay không thể ăn tuất qua. Ăn tuất qua bị vợ tướng đáy là thua ngay. Trong hình cờ thực chiến, các bạn sẽ cùng đoán xem tượng 7 tiến 5 đến từ ngoài tin đến khách. Binh 7 tiến 1. Vương cho vật pháo qua ăn tuất đường biên, chiếm ưu thế về cờ tàn. Bên đen mã 8 tiến 6. Vương điều xe qua lộ 2. Binh xe qua để dọa bắt mã, bởi các bạn thấy ngay tượng ăn quan bị vớt tượng đáy ngay. Vương anh cho thoái mã về tránh đòn. Binh xe bắt tốt đầu. Nhấc binh 5. Xe chạy qua. Và tiếp theo là phần cờ cho tiến pháo qua đến từ bên tiên của vương. Xe 3 bình 6. Vương cho phát triển mã qua. Và trong bối cảnh trên thì bên đen đi hình cờ rất sai lầm là phần cờ cho tượng qua, để cho bên đỏ của vương có thời cơ cho thoái pháo về để bắt cây. Ngoài ra có thể nhấc binh 7 tiến 1 để có phần tốt hơn. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong chính cục. Lập tức là phần cờ cho trước tượng qua để che được mã, và bên đỏ của vương anh nhẹ nhàng cho thu pháo về ngay để bắt xe. Tượng thoái về và pháo vật qua pháo. Sau vị cờ trên thì bên em bị kém quân đã buông cờ xin thua. Khi các bạn thấy ngay thì tấn công đến từ bên tiên đang quá mạnh và vượt trội. Như vậy kênh Học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván cờ trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.